Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới có thật nhiều niềm vui nha các bạn. Thật nhiều sức khỏe để vượt qua đại dịch. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta nấu xôi các bạn. Chúng ta nấu xôi ăn sáng. Và mình cái ý của mình là muốn nấu cho nhiều để mà vừa ăn sáng mà vừa ăn vặt. Đây mình làm 100 g đậu mình ngâm hồi tối nè, rồi mình bỏ chút xíu muối vô mình ngâm rồi sáng mình đãi nè các bạn. Trước hết mình bỏ đậu vô nồi nha. Mình nấu bằng nồi cơm điện rất là dễ. Từ ngày có cái nồi cơm điện này mới này hả, là mình thường xuyên ăn xôi các bạn. Mình mua nếp cũng nhiều, nấu xôi ăn. Có bữa mình nấu mình ăn không có hết, mình để tủ lạnh sáng hấp lại ăn tiếp. Hấp lại trong nồi cơm ăn tiếp. Mình thì thích ăn xôi các bạn, thích ăn nếp, để con rể mình nó cũng thích ăn xôi. Thành ra nấu xôi ăn thường. Đổ nếp vô nha các bạn. Đây là 200 g nếp, 100 g đậu xanh đó. Mình ngâm ra. Rồi mình trộn lên nè. Mình tính nấu nhiều hơn một chút để mình ăn sáng. Còn lại thì mình làm cái món xôi chiên các bạn. Hai trong một. Thành ra mình chắc mình phải làm hơi mềm. Đây là nước dừa nè. Còn lại 1/3 lon nước dừa. Giữa lúc này nước dừa mua không có nữa đó các bạn. Ở Sài Gòn thì ăn nước dừa lon không à. Ăn thì ăn đại thôi chứ nó cũng không có ngon bằng nước dừa tươi ở dưới quê mình mua đâu. Bỏ vô chút xíu muối nha các bạn. Này mình đổ nước hơi nhiều một chút. Như vậy là nhiều đó. Xôi thì nấu ráo nó ngon, nhưng mà mình muốn nhão đặng mình còn nhồi lại đó các bạn. Nhồi lại mình chiên. Bỏ vô nồi. Để coi còn nghệ không, nếu còn nghệ thì bỏ vô nghệ mình ăn cho nó mau tiêu. Rồi ngày mai nó có cái màu đó. Nó có cái màu mình dễ làm. Còn hết rồi đó các bạn, hết nghề rồi. Còn có chút xíu ta cũng phải nhờ đến nước. Mua không có, siêu thị không có, còn ít quá. Nhờ đến nước nha các bạn. Tròn nó lên. Mình thích ăn xôi bỏ nghệ. Bà già mình hồi xưa nấu cơm nếp, nấu xôi nè. Mà già khéo lắm, nấu bằng rơm mà nó chín đó các bạn ơi. Nấu cho cái ông đi cày, cái ông cày ruộng ổng ăn. Nấu ít, nấu bằng rơm. Mà nấu nấu cơm nếp bằng rơm, bỏ nghệ vô đậu xanh không có ngâm luôn. Nấu phải nấu chín đó, hay quá. Đó, bây giờ mình nhận lên nha các bạn. Rồi mình chờ nó báo mình là một phát là chín ngay à. Các bạn ơi, nó trở lại số 0, nó kêu tít tít hồi nãy giờ nè. Bây giờ chắc có lẽ nó chín rồi đó các bạn. Chín rồi. Bây giờ mình xới lên ha. Xới lên rồi mình múc ra một ít rồi mình ăn. Còn một ít nữa mình để mình làm bánh xôi chiên nha các bạn. Rất là ngon luôn. Nó mới kêu tít tít, thành ra nó chưa có ráo nước lắm. Bây giờ mình cho nó vô một chút xíu đường nha các bạn. Cho vô một chút xíu đường rồi mình đậy nó lại. Đây nè. Đậy nó thêm 5 phút nữa. Cho đường thường nó ướt. Nhưng mà mình muốn nó khô thì mình đậy nó lại. Nay mình nấu hơi nhão nè các bạn. Cho đường chiều cái mình chiên xôi. Mình để luôn, mình khỏi nêm đường gì hết. Nha, ở đây nó có nước dừa rồi. Có đường. Đường nhẹ thôi. Mình ăn theo khẩu vị của mình.
bạn ơi, đây là mình thêm một ít mè nha các bạn. Để là một lát mình làm xong rồi mình chấm cho nó, mình chiên đó. Còn cái này mình múc ra nè. Xôi mình nấu rất là ngon, mình nêm muối đường vô đây rồi, nước cốt dừa, rồi nghệ. Bây giờ mình bỏ vô cái túi ni lông này mình nhồi nha các bạn, mình nhồi cho nó thật là nhuyễn. Rồi mình tạo tạo dáng, tạo bánh đó. Khi làm mình rửa tay sạch nha các bạn. Bây giờ giữa Sài Gòn giãn cách hết găng tay rồi các bạn ơi. Đây là cái túi ni lông sạch, rất là sạch luôn. Mình rửa lại mình để dành nè, tại vì cái túi này nó dai lắm, còn bỏ ra những cái túi khác nó không có dai các bạn, nó dễ bể. Bây giờ mình bỏ vô cái túi ni lông nha. Vô. Thì mình nhồi, tại vì xôi hôm nay mình nấu mình cố tình mình nấu cho hơi nhão nè. Mình để lại một phần mình ăn. Còn một phần nữa thì mình làm xôi chiên. Đây bắt đầu chúng ta nhồi ha. Chúng ta bóp như thế này nè. Cái bịch này nó dẻo lắm các bạn. Bóp. Mình nhồi lại được một khối rất là mịn nha các bạn. Mình nhồi như thế này nè. Đó, thay vì mình bỏ trong thau mình nhồi thì nó dính tay dính cái thau. Mình bỏ trong túi ni lông này, nhưng mà hồi nãy mình có nấu một ít nước dừa nè, nó không có dính bịch ni lông nha các bạn. Hoàn toàn không có dính bịch ni lông. Nhồi như thế này nè, mà mình thấy nó nhuyễn rồi đó, nó thành một cái khối bột chứ không còn là khối xôi nữa. Cái món này người Nhật ta thích lắm đó các bạn. Mình để như vậy, để xuống rồi mình để cái tay xuống như vậy nè, đó, để cái tay xuống như vậy mình đẩy nè. Rồi bây giờ bắt đầu tạo hình đây các bạn. Bây giờ nó nhuyễn rồi nè các bạn, mà nó không có dính bọc con các bạn. Mình bỏ vô cái bọc lớn đi, mình cán nó ra cho nó mỏng ra rồi mình tạo hình cái bọc này, chứ mình đem xà bông mình giặt rồi mình xài đó các bạn, tại vì nó quá dẻo nó không có bể. Mình nhồi bột nó không có bể, mình giặt sạch là để xài nha các bạn. Giờ mình cán nó ra nè, cán mỏng ra. Mỗi lần làm là một cái bọc, nó mình cũng thấy nó tốn kém, nhưng mà mình phải làm. Đây là cái phương tiện các bạn, phương tiện thôi, nó tạo điều kiện cho mình làm tốt. Xôi chiên nha, món này người Nhật thích lắm đó các bạn. Mình thấy người Nhật người ta hay ăn món này.